cô lên đội hiệp sĩ. Đấy, thì tôi hỏi bây giờ ai đưa cô tự cô đi lên đó tới đó. Một mình cô lên tới đó để cô trình bày một sự việc rồi một mình cô cũng là về. Đấy, có ai đâu mà đưa lên để mà dàn dựng cái này. Mà tôi hỏi quý bà con, có cái vấn đề này nó nghịch lý nè. Vũ và những anh em YouTube, thậm chí là với anh em hiệp sĩ cũng là những người xa lạ. Đâu có một cái gì gọi là thâm thù chuốc oán đâu mà phải là lên mà để dàn dựng để mà vu khống cho Vũ quý bà con, đúng không? Là những người xa lạ hoàn toàn, không có quen biết. Đấy thì người ta kể như là dựng lên để mà hãm hại Vũ để làm gì, đúng không? Cái vấn đề này là không có lý, nó bất hợp lý. Đó. Cứ nghĩ bụng ta sao bụng người ta y xì vậy, cái gì nó cũng phải có một gọi là một cái lý lẽ, chứ không phải bây giờ lên nói do cô này ghét quá rồi lên đội hợp sĩ để là báo. Ủa tại sao không báo người khác mà lại báo chính chồng của mình? Mình phải đặt dấu hỏi lớn. Cái vấn đề ở đây là cái vế này là loại bỏ hoàn toàn. Có nghĩa rằng bây giờ nó thật sự một mình cô lên cổ báo án thì coi như là không ảnh hưởng đến những người khác. Mà cái vấn đề này cũng chẳng có cái chi mà phải để dàn dựng. Dàn dựng để hại một người bán vé số như Vũ đó thì tôi nghĩ là cũng không anh em nào nó nỡ mà nó dàn dựng cái đó quý bà con. Có mối thâm thù gì đâu mà gọi là dàn dựng để mà cái như đội bôi xấu của đồ quý bà con. Tào lao, đây là bỏ. Để mà hãm hại chồng của con. Nếu như mà cô có nghe được những cái lời ghi âm này của con á, Lợi Nguyễn phát ra, mà cô có nghe được những cái lời ghi âm này của con, con ngày hôm nay con đích thân con xin phép mời cô cùng với lại các anh hiệp sĩ tới công an phường Thạnh Xuân hoặc là tại nhà của con đang ở. Con sẵn sàng con mở cửa để cho cô vô cô gặp ảnh và cô đối chất với ảnh. Nhưng cô ơi, con xin hỏi cô này, nếu mà cô lại đây mà cô nhào vô cô nói cậu ơi con nhớ cậu quá, chắc mấy anh hiệp sĩ quỳ lại cô luôn á. Anh cũng anh quỳ lại bé luôn. Trời ơi, bây giờ nói thật sự bà còn sức đâu mà chạy tới bà ôm cậu ơi nhớ cậu quá. Bà con thấy không, nó mời lên mà người ta chưa lên mà nó đã rào cản rồi. Nó đó là lên đó rồi thấy chồng nó ra rồi ôm vào cậu ơi con nhớ cậu quá, con nhớ tiền của mà con gửi cho cậu thì có, cho nhớ cậu tôi nghĩ chắc là không, đúng không? Ai có một cái danh dự một liêm sĩ hết á, đấy ai đâu mà nói thật sự ra mà cái như là bà con thấy không, mời người ta mà người ta chưa tới nhà mà đã tính cái vấn đề gọi là phản pháo rồi, có nghĩa là nó mời lâu mà câu bà con nhớ câu là mời lâu biết rồi, mời người ta mà cũng mong trong ruột là người ta đừng nên tới. Đây là cái kim mời lơ. À, mời người ta mà thôi tôi mời đừng tới nha. Là cái miệng nó mời mà trong ruột thôi đừng có tới. Tôi lạy luôn đừng tới. Đấy, mời lơ quá vậy. Nó mời cô này tới để xác minh, để cùng xác minh. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là nó đưa ra những cái vế gọi là hâm dọa. Cô tới đi con sẽ tặng cho cô một món quà. Mà tôi hỏi quý bà con món quà đấy bà con biết gì không? Là ba đứa con của nó. Nó nói cô tới đi con tặng cho cô một món quà rồi cô mang gì à? Tới đó ông nội bây giờ mà tặng ba đứa con nó món quà không thua quý con. Quà đấy muôn đời không ai dám nhận. Đấy. Tự nó sinh ra rồi bây giờ nó tìm cái cớ nó đẩy con nó cho người ta nuôi nữa. Chơi cây giấy. Mà nói là đây là một món quà. Cô cứ tới là có quà cô mang gì à? Bà con cứ nghe hết đoạn này. Tôi nghe mà tôi cười mà cười sặc ruột quá vậy. Tự vì cô từng về mà cô có từng nói người ta, cô từng dặn dò người ta là khi mà cô về làm ơn giữ cậu giùm cho cô. Mà bây giờ phút này mà cô lên đây mà cô gặp được ổng rồi mà cô nhào vô trời ơi cậu ơi con nhớ cậu quá, con xin lỗi cô. Mấy anh hiệp sĩ quay ngược bánh xe quỳ lại cô á, quỳ mà lại cô luôn á, chứ đừng có nói chi là hãy đi kiện tụng giùm cho cô. Bây giờ nói dài quay lại quay ngược luôn quá vậy, cho nên là nó mời người ta chưa tới mà nó rào rào, mời người ta chưa tới mà nó rào cản rào. Tôi bó tay mà thật sự quá vậy, riêng nó thật chưa bao giờ mà tôi tham gia cái vụ nào mà cái như là nó rắc rối như vụ này quý bà con. Cái vụ đây tôi thật sự quý vị là nó vô cùng rắc rối luôn. Có nghĩa rằng đó, có nghĩa rằng là người ta đang đẩy sang một chiều hướng khác.
cái vụ là cái vụ người ta tố là tố mượn tiền, nhưng mà vợ chồng anh này lên là đẩy theo một chiều hướng khác là cái như là tố là tình ấy, gọi là cái như là phi công như máy bay. Bà con thấy khổ không? Chưa bao giờ mà tham gia một cái vụ nào mà rắc rối vụ này, nhưng mà bây giờ nó có cái mối để gỡ đâu, có mối gỡ rồi. Ngày trước mang chắc rằng là tôi cũng đang là cái như là 50-50, có nghĩa rằng khi mà chưa nghe vụ phát ngôn thì tôi thấy là 50-50, nhưng mà nghe vụ phát ngôn rồi mình đối chứng là tất cả những cái mốc thời gian thì thấy đây là một gọi là một cái chiêu trò, chứ nó không phải là một cái gọi còn xa lạ nữa. Cái chiêu trò đây là anh này anh cũng có lạm dụng trong tôn giáo, mà trong tôn giáo cụ thể đây là cái đạo mà như anh Vũ nói là cái đạo của anh đang tu đó. Tôi chỉ nói riêng là cái mà thằng Vũ nói thôi nha, còn tất cả liên quan tôn giáo ở đây của một số bà con là đang theo là tôi xin lỗi là cái tôi không có động chạm tới. Tôi chỉ nói riêng thằng Vũ nó là nó tu tiên đấy, nó tu tiên là cái như là nó mới tiếp cận được cái cô Kim Anh này, chứ còn nói thật sự nó là một thằng bán vé số hay một thằng gọi là thầy cúng thì cái như cũng chưa chắc có tiếp cận được. Nhưng mà tu tiên cái chỗ nó hay cái là tu tiên đó, chết là chết chỗ tu tiên quý bà con. Tu tiên là không biết có tánh tiên không, nào không biết tánh tiên không đó, tu tiên là hay tánh tiên lắm á. Muốn tìm ông Chư Minh Vũ, thứ hai cô muốn xin tiền Mạnh Thường Quân, còn nếu như ảnh có nợ cô thì cô cứ giác mặt rõ ràng đi mà. Bảo thế nó đẩy theo chiều hướng bây giờ cô này lên cộng đồng mạng để mà cái như là xin tiền Mạnh Thường Quân đó. Người ta vẫn nói mà bao nhiêu người lên cộng đồng mạng người ta vẫn nói là cứ giác mặt rõ ràng mà ác ôm, tại sao cô không có đến giờ phút này cô vẫn không chịu giác mặt với ảnh? Tôi nói đâu, cái vấn đề giác mặt cái đây là tôi đã giải thích rất nhiều lần rồi, tôi lần một lần hai là quá đủ rồi đấy, bây giờ muốn lần ba nữa là đi ra đi chẳng hạn á, lần một lần hai là cũng là tè le chưa đâu đấy. Bây giờ bảo vì sao tôi nói đây không có vì sao, đừng bao giờ nói là bây giờ gặp mặt, mà với cái tính khí của thằng Vũ bà con biết đâu nó dỗ một cái đây là cái cô này là hồn bay phát tán liền, làm chi dám mà gặp lần ba. Cái vấn đề thứ ba, nếu như mà cô cảm thấy là cô không muốn lên nhà phường thì cô cứ vô nhà đi, con mời cô vô nhà để gặp chồng của con. Cô vô có thể con tặng cô luôn ba đứa con luôn á, con nói thiệt. Thôi nó mới ông nậu hả, chứ dám tới rồi bà. Đồ tới mà đòi tiền mà không được tiền là nhận ba đứa con về tiền đâu nuôi. Ấy cưng. Tự nhiên người ta tới đòi nợ mà tự nhiên là không trả nợ mà bây giờ là mời đòi tặng ba đứa con luôn. Có nghĩa là bây giờ là nó gánh cho cô Kim Anh này, cô Kim Anh này cái trách nhiệm là phải nuôi ba đứa con của nó. Bà con thấy điều vô lý không? Người ta tới đòi tiền, vấn đề là em có trả tiền hay không đó, và nếu không trả, lý do là không trả, em phải chứng minh là cái độ là em phải là cái làm minh bạch trong sạch. Đằng này không có chứng minh gì cả mà nói chuyện cùn cùn, có nghĩa là tới là tặng con luôn đấy, ôm về mà nuôi đó. Nó nói một câu là có lần là kể như là cô cũng là nghe nói là anh Vũ hỏi cô là mày thích để không đủ. Từ cái đoạn này quý vị, từ cái đoạn đây trở về cuối clip là con này nó nói xàm, có nghĩa rằng cái bà con nghe cái độ xàm con này là nghe mà chỉ biết là cười đau bụng thôi đấy. Có nghĩa là chị bí rồi, chị lên chị nói một vấn đề, mà cái vấn đề đây á cũng chính từ những câu nói xàm đó nè, là mình mới hiểu được là con này nó giống như là cái như là đã mới nghe một cái người ta kể lại, có nghĩa là Vũ cũng kể lại câu này. Bây giờ em phải lên em nói thế này nè. Bắt đầu nói có một số chi tiết nó quên á. Bắt đầu là chị tuôn ra mà toàn tuôn là tuôn sàm sàm không hà. Cho nên chúng ta phải hiểu vì sao mà khi cô này lên phát ngôn là gần 10 ngày sau bắt đầu mới gia đình của Vũ mới lên. Đó. Rồi bắt đầu là vợ Vũ mới lên. Đó, chúng ta phải hiểu rằng cái này là người ta cũng đã có một cái kịch bản mà còn một số bà con ở tại cái địa phương của Vũ đó. Một số bà con ở tại địa phương của Vũ thì kể như cũng đã liên lạc với tôi, cũng đã có một số thông tin rất quan trọng liên quan Vũ. Đó.
người ta nói mà trời ơi, bây giờ tự nhiên là cái như không biết là cái cô Kim Anh này cái như là cổ có bị lẫn hay không, mà cổ cho tiền thằng này ở địa phương tôi ai cũng chẳng biết nó đó. Có nghĩa bây giờ người ta chỉa sang cái hướng là cô này bị lẫn mới cho tiền, mới giao tiền cỡ đó đó. Con tặng luôn á, nếu mà cô vô mà cô với ảnh mà giải quyết tình cảm rõ ràng rồi có thể cái cô chịu hả, con tặng cô luôn ba đứa con luôn á. Đồ tự cô nói ông Vũ là hỏi cô là mày có muốn đẻ không. Quý bà con đẻ gì mà cái tuổi đó mà đẻ rồi quý bà con, cái tuổi là sâu mấy 70 tuổi rồi mà cả như là anh Vũ anh hỏi con anh hỏi cô là mày có muốn đẻ không, có nghĩa anh Vũ hỏi mắc dạy, mày hỏi mắc dạy mà chơi khó người ta mày đúng không, hỏi giờ ta hỏi mày, hỏi giờ mày có thấy ai thỉnh thoảng lắm quý vị, cái trường hợp đã gọi hiếm hoi, có nghĩa là cái lứa tuổi mà sâu mấy tuổi mà đẻ là cái trường hợp là rất hiếm đấy. Có, tôi nghĩ là trường hợp cũng có, nhưng mà nói thật sự là cá nhân là xác suất là cá nhân là rất hiếm đấy. Mà chơi nó đi hỏi cái bà già hỏi mày có muốn đẻ không, có không Vũ, vợ mày nói nha, vợ mày nói là mày có đi hỏi cô 70 á là mày có muốn đẻ không nha. Đấy bà con thấy Vũ hỏi xàm á, tự nhiên chơi bài khó quá vậy. Ồ, tự đi hỏi một người mà già rồi cái như là đi không nổ mà hỏi mà không đẻ không, đẻ cái chơi không nổ hả, hỏi kỳ không. Đấy đấy là chính là kể như là con vợ nói đó quý bà con. À, đây là cái kẻ hở nè, chơi mà chơi kỳ chơi khăm, chơi mà chơi kỳ vậy. Cô xanh không được đâu, nên bởi vậy mà con tặng cô luôn ba đứa con á. Nhưng mà giờ phút này là con lên đây là con muốn cho cô biết, dạ con có lời mời cô tới ngay nhà của con. Cô tới ngay nhà của con là con khẳng định là cô có tình cảm với chồng của con. Bà có thấy không? Nó mời người ta tới để xác minh, mà kể như là nó có còn gài không, anh toàn là anh thơ gài không quý vị. Có nghĩa là không tới là nó là cô này không dám tới, mà tới nhà là nó là cô có tình cảm. Tôi nói với bà con cái đường nào cũng chết, tới cũng chết mà không tới cũng chết. Có nghĩa là tới là nó là có tình cảm, mà không tới đó là cô này nói dối. Mà cái vấn đề tôi biết chắc anh rằng cô này không dám tới. Vì sao? Cô tới cô sợ như hai lần trước là cô sợ không? Bây giờ nói thật sự, tối cô nằm cô ngủ mà cô giật mình còn nhớ lại hai lần trước thì bây giờ có dám tới quý bà con? Chắc anh là không rồi. Đó. Cho tôi nói cái con này nó cho toàn, nó cho bài gài không à. Tới cũng chết mà không tới cũng chết. Tới thì nó có tình cảm với chồng nó, mà không tới nó là cô là vu oan, là vu khống. Cô dựng chuyện lên kết hợp với một số người nào đó, dựng chuyện nó hãm hại chồng nó. Tôi nói quý bà con, chồng nó là cái như hồi giờ trước giờ cả cộng đồng mạng có ai biết nó là ai đâu mà hãm hại, đúng không? Giống như trước giờ có những cái mối gọi là mâu thuẫn như thế nào, rồi người ta sẵn sàng người ta sẽ lập những cái mưu để mà cái như là để mà triệt cái uy tín. Chứ còn đằng này là cả cộng đồng mạng không ai biết thằng Vũ là ai luôn, đến bây giờ mới biết nè. Ngày xưa mà cô này lên đứng tố giác là cái biết là thằng Vũ là một thằng giả sư thế đâu, chứ còn không biết là thằng Vũ là nó như thế nào, tóc nó mập hay chưa luôn đấy. Từ lúc con em gái nó lên kênh Lệ Nguyễn á, là nói là bây giờ Vũ là bây giờ là tóc mập lên rồi đấy, râu ria cũng ra nhiều rồi, thì lúc đó mới biết Vũ là một thằng giả sư, đúng không? Chứ ngày xưa cái ôm cái ảnh đó là cái nghĩa là một thằng giả sư, là cái nghĩ là bây giờ hiện tượng là nó vẫn còn lăn la lăn ra ngoài đời để mà nó kiếm ăn, chứ không nghĩ là bây giờ nó có cái gia đình. Từ lúc mà con em gái lên cộng đồng mạng, lúc đó mới biết rất rõ. Mà rõ hơn nữa cái những cái chiêu trò là Vũ nó là người phát ngôn, chúng ta mới là càng rõ hơn nha. Còn nếu như mà cô lên phường thì chồng của con có thiếu nợ cô thì cô cứ ra phường cô giải quyết, chắc chắn công an người ta sẽ vào cuộc để mà người ta giải quyết cái chuyện mà 390 triệu này. Còn nếu như mà cô vô đến ngay nhà con thì cô cứ vô đi, con mở cửa con chờ cô. Lúc đó anh Vũ anh cũng không trốn được cô đâu, con nói thiệt, nếu mà cô vô tới nhà con anh Vũ chắc chắn anh sẽ không bao giờ anh trốn được cô hết á. Nhiều khi cô vô trong này cô có quà tặng mang về luôn á. À, cái quà tặng đó là ba đứa con.
ba đứa con nó, tôi nói mướn ông nậu chưa dám tới, tới rồi nhiều lúc có dục ba đứa con ở đấy là lo mà ảnh thí mà nậu sao đó không? Cổ già đầu tiên đó cổ nuôi mà tặng ba đứa con mày thâu bây giờ nó thật nè, dám cổ tới á, cổ tới rồi mà tặng cái chay á mà ăn được á thì mặt mày ra, cái tự nhiên con mình để ra mà bảo người ta tới là tặng ba đứa con là nó ham dọa đấy. Tôi nói mướn ông nậu chưa dám tới, ai dám tới với con, dám tới không? Tới rồi đẩy con ở đấy, đấy đấy đấy, tao cho mày, tao cho bà đấy. Con nó có gì chạy không kịp luôn, đừng nói là ngồi đấy mà cái tới để đòi nợ. Tôi gặp rồi, có nghĩa rằng đó ông bạn tôi đó cuối năm là cả như là ổng có một người là nợ ổng một số tiền cũng là tương đối, có nghĩa cái tiền đó là ổng dùng để mà cuối năm để mà trang trải những ngày Tết cho anh em cái công nhân. Thì kể như là người bạn đấy cái thời điểm đó là mua đất cũng làm nhà nhưng mà bí tiền sang mượn, là ổng nói rồi cái khoản đây là khoản dành riêng. Vì sao cuối năm á, là có rất nhiều công ty là cái như là làm ăn có thể là thu hồi vốn nó hơi bị chậm, nó sẽ ảnh hưởng đến cái đồng lương và ảnh hưởng đến quyền lợi của anh em công nhân, cho nên người ta dành một cái khoản đó là một cái quỹ lương mà để thưởng và kể như là phát lương trong những cái ngày cuối năm. Nhưng mà cuối cùng có vậy, anh bạn anh tới á, anh tới là cái anh mượn thì mượn, lúc mượn là cho vui vẻ, đến lúc anh đòi, đến lúc cuối năm rồi điện thoại qua là cái như là cũng hứa rày hứa mai, mà ngày Tết thì cận kề mà nợ thì chưa thu hồi được đó. Bắt đầu là nó thôi bây giờ thôi mình tới thôi, sao tại sao điện thoại nó không nghe máy. Đồ tới vừa ngồi đó là nó đẩy ra bốn đứa con ra mà cái như thâu bắt bắt về bắt cho ăn Tết luôn đi, bây giờ tiền không có mà trả. Tôi nói chạy chạy thấy ông nậu luôn đó. Vừa tới đời nợ nó đẩy bốn đứa con ra là một đứa bớ tay một đứa bớ chân, là thâu là anh đây là thâu thâu để thâu qua năm trả đi, giờ căng lắm rồi. Mà con đây bây giờ nó cũng chơi chiêu bài đó, có nghĩa nếu bây giờ mà cô 70 tuổi á mà tới mà đòi tiền nó đẩy bốn đứa con ra nó cho luôn, anh kia lãnh dọa dọa thôi còn nó cho luôn cái gì đó. Giờ tôi nói khi có tiền á là mượn á, là cái như là mình đưa là đưa người ta cái như là vui vẻ lắm. Đến lúc mà đi đòi là thật sự quý vị là quỳ lạy, quỳ lạy đồng tiền của mình đó, mà phải lúc mà đi đòi phải quỳ lạy rồi nhiều lúc và cá nhân người ta cũng không muốn đưa luôn, nó khổ thế. Cho Vũ nói một câu, đồng tiền dính tiền liền khúc ruột, tiền của người ta nó lấy được dễ chi mà nó trả cho ai đấy. Vũ nói đó, đồng tiền đi liền khúc ruột, chỉ biết thu vô còn không biết trả ra. À, căng quý bà con, rất căng, trường hợp Vũ căng lắm. Tôi chưa bao giờ mà thấy trường hợp nào nó căng như trường hợp của Vũ với cô 70 này. Có nghĩa rằng cái như là từ một vấn đề là tiền bắt đầu anh đá sang là tình đấy, bây giờ con vợ đẩy lên là cái sự là thương hại của Mạnh Thường Quân. Có nghĩa là cô này bây giờ là lên cộng đồng mạng để nó kêu gọi lấy sự thương hại của người khác. Tôi hỏi quý con, bây giờ cái vấn đề ở đây thì cái như vấn đề ở đây là người ta đi đòi tiền và người ta cũng nói rất rõ là tiền, còn những cái màng những mặn nhện nào kia là người ta không quan tâm. Tự dưng lên bây giờ cái xiết sâu vào đó để làm chi? Đó, chẳng khác nào đẩy người ta vào một cái là khía cạnh khác để đánh lừa cái dư luận. Đấy, nói là cô này dạy trai, cô này kể như có tiền mà cho trai thế này thế khác. Mà những ngày vừa qua cô Kim Anh là đang bị cái hướng đó là nhiều quý bà con. Đang bị là cộng đồng mạng đẩy theo hướng đánh chửi cô này quá trời quá đất. Có một số comment thật sự quý vị là bà con vô một số kênh kia bà con xem. Do bà này bà lớn mà bà thế này thế khác, nhưng mà có ai hiểu được là cô này đó là cổ tinh thần Vũ, mà cổ tinh mang tính chất rằng là một kể như là người kể như là thầy, thầy đây là thầy tu tiên đó, mà không nghĩ rằng là tin một cái thằng điên đó. Tôi đâu có gì mượn tiền người ta về quên là có điên gì nữa đó. Dạ thôi thì giờ nay sẵn qua đây thì em muốn nhờ là Nguyễn chia sẻ giùm em cái đoạn ghi âm này tới cô Kim Anh giùm. Mà nếu mà cô có nghe được những gì con nói, cô làm ơn một cô xuống nhà để gặp trực tiếp chồng của con, giải quyết cho xong đi cô. Cứ ngày nào cô cũng lên mạng cô nói ngày nào kinh này hết kinh này tính kinh kia, kênh YouTube ảnh chỉ là người ngoài và ảnh mới biết câu chuyện gần đây thôi, mà ảnh không có phân tích đúng cái sự thật gì hết á. Cái vấn đề mà cô nói là cô đi, cô chưa từng mà thời gian cô quen với ông Vũ chưa từng, cô là ông Vũ chưa từng mà đi ăn riêng đi ăn chung gì á, con không biết nữa.
cái vấn đề của nó cũng sai sự thật nữa. Chính chồng con còn nói cô hả lấy xe đạp thồ á mà chở chồng con đi đi ra ngoài chợ ăn chè ăn cháo nữa mà cô. Có nghĩa là bây giờ anh Vũ những ngày qua là bị vợ tấn công quá trời quá đất, là bây giờ anh rỉ tay. Anh nói không, bà dụ anh, bà dụ anh ngày xưa bà lái cái xe đạp thồ, bà còn thồ anh đi cả là ra ăn chè ăn cháo. Tôi với bà con, tôi nói đây mà tôi cười, tôi chịu không nói với bà con, thông cảm nha. Có nghĩa rằng bây giờ các nghĩ đi, thằng Vũ mà cá nhân nếu mà bây giờ nó là thanh niên đó mà cá nhân là để cho cô mà dùng cái xe đạp thồ chở nó, cô chở nổi không quý vị? Cô đạp nổi không? Nếu mà có cái điều đó xảy ra là cái lúc mà thằng Vũ nó còn một đứa trẻ trâu á, mặt mây ra, mà chẳng lẽ bây giờ chở một đứa trẻ trâu đi là cá nhân là Vũ quý vị? Đó là cô nói không đúng sự thật. Có nghĩa rằng cô cũng đã từng dùng xe đạp thồ cô chở chồng con đi ăn chè ăn cháo, mà giờ cô lên cộng đồng mạng cô nói là chưa từng đi ăn cái gì. Ăn chè ăn cháo rồi có, cái chuyện bình thường. Tôi nói nếu như có đi ăn chè ăn cháo chuyện bình thường, nhưng vấn đề sau cuộc ăn chè ăn cháo đó là cả nhân cách mấy năm sau đấy, hay là thời điểm đó là như thế nào, Vũ kể nghe không? Dễ gì dám kể đúng không? Bây giờ cá nhân lên là cái chuyện mà chè cháo rồi cả nhân đủ tất cả kiểu là khai hết đấy, bà con thấy không? Vũ giờ đang hoang mang quý vị. Bây giờ tôi đảm bảo với Vũ, quý vị, Vũ bây giờ đang hoang mang, có nghĩa rằng bây giờ đó mà nếu mà không khai ra thì để con vợ nó mà nó biết được là ngày xưa là mình với cô Kim Anh có đi ăn chè riêng là chết. Cái đây cô này nó nghe Vũ nói sao là nói y xì vậy thôi, chứ thật sự nó không hiểu đấy. Mình cứ so sánh đi, cái thời bây giờ là người ta ít ra cũng có chiếc xe máy người ta chạy tèn tèn rồi, chỉ có cái xe thồ ngày xưa là cái xe đạp quý vị, cái xe đạp á mà người ta gọi là xe thồ đó. Bắt đầu là cái như là nếu mà chở xe đó thì chỉ có cái lúc mà thằng Vũ nó còn tuổi trẻ trâu thì cô mới là bắt nó lên đó rồi ngồi là chở đi ăn chè ăn cháo thôi, có nghĩa là tình cảm cái như là bình thường đó, của một người chị một người cô bình thường đó. Mà bây giờ nó lên cộng đồng mạng nó cũng khai ra là cái chuyện chè cháo này, tôi bó tay quý vị bà con, thua thiệt. Vũ mày khai cái chi, mày khai cho đúng người ta cái Vũ, mày cái mà khai ăn chè ăn cháo mà còn những cái khác mà không khai, khai hết Vũ. Chứ không tao nói tối này, tao phân tích đây, tối nay hai vợ chồng mày không đánh nhau vẫn lạ đó. Trời, con vợ mày nó đâu hiền đâu, nó lên đây mà thật sự nó không biết đầu đuôi mối nhợ gì, bây giờ nó khai ra hết, mà thậm chí rằng nó đòi giao con hay cô này nuôi họ mua bó tay quá vậy, bó tay luôn. Cô thấy có bao nhiêu mà cô cũng nói, con thấy cô cũng không nói sự thật nữa, thì ai giải quyết được cho cô?